Attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Sống Mỹ hôm nay thì hôm nay cả nhà có thể thấy là Uyên Quỳnh khác một chút ha, hơi là điều một chút hơn. Thì Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều những gia đình, người thân, bạn bè và các anh chị em, cô chú bác trên YouTube, Facebook, Zalo, rồi tin nhắn Messenger đã gửi lời chúc mừng những tấm chân tình đó, thì Uyên Quỳnh vô cùng trân trọng. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và cũng giống như những lần trước, Uyên Quỳnh đã nói với cả nhà đó, những bạn tham gia chương trình thì cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về lý lịch bản thân mình. Và nên nhớ rằng phải suy nghĩ cho thật kỹ, vì khi Uyên Quỳnh đã làm video thì Uyên Quỳnh sẽ không có thay đổi. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Em chào chị nha. Ok, chào em. Dạ, em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Chào em, chào tất cả mọi người. Dạ, chị có thể giới thiệu về mình ha. Ok, chị tên Dung, họ Phùng. Chị sinh năm 68, là như 56 tuổi ha. Rồi, em hỏi gì đi, em hỏi gì chị nói lấy. Hiện tại chị đang ở đâu? Chị đang ở Texas, Dallas, Texas. Rồi chị qua Mỹ lâu chưa? Cũng lâu rồi em. Chị đi vượt biên năm 86. Wow, lâu vậy đó hả? Lúc đó là chị còn rất là nhỏ. Dạ. Yeah. Chị đưa chị với gia đình hả? Đúng rồi em. Rồi khi qua đây á, là chị làm công việc gì? Chị có đi học lại không? Cũng có thời gian rồi. Chị cũng đi làm nhiều lắm. Đi theo ba má làm ngày mai. Rồi thời gian cái chị làm qua mối. Bây giờ chị đi làm hàng. Em thấy thời của chị của anh ta làm nail cũng nhiều mà chị không thích nail à, chị thích đi làm hãng. Không thích được nail lắm. Cũng có đi làm nhưng mà không có lâu, rồi đi làm Walmart. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Chị ly dị được được năm rồi em. Một năm hả? Dạ, nhưng mà hai người không sống chung cũng lâu lắm rồi. Ồ, vậy đó hả? Dạ, tự nhiên không hợp nhau. Nhưng mà sao kéo dài quá mới ly dị? Tại vì con... Tại chị nghĩ ly dị không ly dị nó cũng chẳng có gì khác nhau đúng không? cho nên... Rồi... À. Gần đây mình thấy ủa, đâu được. Thôi ly dị cho nó xong đi. Là hai người sống hay sống riêng nhà luôn á hả? Cũng không có riêng nhà nhưng mà kiểu giống như từ xa đây không ai mà ai nói xong nghĩa ở chung nhà nhưng mình ai nói xong. Yeah. Rồi chị có được mấy người con? Chị có hai đứa con trai, đứa 28 tuổi, đứa 25 tuổi. Yeah. Đứa lớn thì nó sống riêng, còn đứa nhỏ thì nó đi học đi đi về về ở chị. Sau khi chia tay rồi ly dị rồi thì ông xã chị còn ở chung nữa không? Ông về Việt Nam nè em. Ông về luôn hay là ông về thôi chơi thôi?
lâu quá hay sao, thấy cũng mấy tháng rồi, cũng 5-6 tháng rồi. Dạ, ông xã chị lớn tuổi nhiều không? À, lớn chị chắc cũng 10 tuổi rồi. Rồi chị có thể nói lý do vì sao chia tay không? Chắc có lẽ tuổi tác nó chênh lệch đó, thành ra không có cái gì tôi cũng không hợp hết. Chắc vậy hả? 66, 66, 56 hả? Trên là khó hòa nhập á hả? Mà anh chị chắc hồi đó ở bên đây quen nhau cưới hả? Tại chị ở bên đây luôn mà. Đúng rồi. Đúng. Chị rồi, chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm hả? Không có ưu điểm gì hết, nhưng khuyết điểm thì nhiều lắm. Khuyết điểm của chị à? Khiêm tốn quá Khuyết điểm chị nhiều lắm. À, nấu ăn dở nè, à, không dám lái xe xa nè, nhiều lắm, nhiều lắm. thông thường hồi trước à, thông thường nhà chị có nấu ăn không hay là ông xã chị nấu? Lúc trước chị cũng có nấu nhưng mà nấu dở lắm. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Sao đây, người đó đừng đừng có khó tính quá, cũng biết nấu ăn chút cũng ok. Tốt. Rồi chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chị cao hơn chút xíu, cao hơn khoảng 1 tuổi đổ lại thôi. Chị rồi à, bây giờ ở tuần chị làm mấy ngày? Từng ha, hôm hồi trước kia thì chỉ có 6 ngày thôi, nhưng mà mấy tháng qua là 7 Theo gì? ngày luôn em. 7 ngày Nhưng mà lý do vì sao chị đăng ký làm nhiều ngày như thế, không có ngày nghỉ ngơi cho mình? á. À, phải không, gài chắc hãng đồ nó về nhiều quá, với lại nó cũng thiếu thợ, thành ra mình làm thêm, cần kiếm tiền thêm đi. Tại cũng rảnh rồi, không có gì vướng bận phải không? Làm cho giết thời gian hả? Đúng. Chị qua Mỹ lâu như thế rồi, chị có về Việt Nam lần nào không? À, năm 2000 chị có về 1 lần, đi đi với ông chồng á, lúc đó con còn nhỏ, Về một lần thôi, tới nay. đi về bên chồng vậy thôi. Nếu mà một anh mà muốn làm quen với chị, anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Uống rượu thì ok, nhưng mà đừng hút thuốc. Không được hút luôn ha, hút ít cũng không được Để. luôn ha. Chị rồi khi chị muốn đi thêm bước nữa như thế này nè, các con chị có ý kiến gì không, có ủng hộ chị không? Con chị thì nó con trai mà, nó đâu có, nó không sao hết. Chỉ có người có bạn với mẹ nó ok Không có ý kiến gì luôn hả? rồi. Rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Chị làm giường. À, đi chợ vòng vòng thì ra vậy thôi. Ở Đà Lạt người người Việt đông không chị? Đông em, chỗ chị ở mấy chợ lần á, cũng gần lắm, chợ Hồng Kông cũng đông, nhưng mà chị Tết rồi người ta tổ chức chị cũng ít có đi ra lắm. Vậy đó hả? Không đi ra ngoài chơi cho đỡ buồn, ở nhà rất là buồn. Khu nhà chị gần khu Việt Nam hả? Gần lắm em,
Gần chợ. Thuận tiện ha. Rồi. Chị rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? À, chị tình cờ chị coi. Chị coi. Coi lâu à, coi lâu như vậy rồi chị có để ý được Ừ. anh nào trên kênh của em không? Để anh nào hả? Anh nào anh không nhớ Không nhớ hay là không dám? đâu. Rồi ở Việt Nam á, quê chị ở đâu chị? Chị ở Gạch Giá em, dân miền Tây. Dạ. Rồi gia đình chị là qua bên đây hết luôn đó hả? Ừ, đúng rồi. May mắn. Chị thích một anh mà làm quen với chị là trầm tính ít nói hay là năng nài hoạt bát? Nói nhưng mà nói nhiều cũng được, nhưng mà đừng đừng có nói một chuyện nói đi nói lại chứ không. Cũng đừng có im quá, tại vì chị cũng ít nói rồi, một người ít nói nữa thành ra nó im quá đi. Ở trong nhà không vui phải không? Rồi ông xã trước của chị làm công việc gì? Ảnh làm mà hãng máy lọc nè, Giờ chắc nghỉ hưu rồi hả chị? đúng rồi. Chiều cao của chị là bao nhiêu? À, chỉ cao 5 feet. 5 feet. Chị Nặng muốn cũng 125 125 á. Chị có thể đứng lên cho thấy dáng chị không? rồi. Có Nặng ngại mập rồi em ơi. không? Rồi quay sau lưng cái chị. Ở bên Đà Lạt giờ này có lạnh lắm không chị? À, nay nóng rồi em, 6 mấy độ rồi. Rồi chị muốn người bạn của chị cao khoảng nhiêu? Cao hơn chị là được Cao hơn rồi. chị là được rồi. Hiện tại là chị đang làm hãng mà chị làm hãng gì? Chị làm hãng sửa sửa đồ máy bay với anh biết không? Phụ tùng máy bay đó hả? Giống như cái bồn máy bay á, biết không? Cái bồn máy bay á, cái người ta rã ra rồi cái bình sữa mình bài mình chùi rửa lại, đại khái vậy đó. Rồi bây giờ nếu mà yêu lại lần nữa đó, chị có muốn người yêu của chị có tính lãng mạn không? Thích chứ. Ông xã chú có lãng mạn Không có, không? Không có. không có. Chị rồi chị ông xã trước của chị á là ly thân bao lâu rồi mới chia tay? À, chắc cũng hơn 10 năm này anh. Lâu vậy đó hả? Dạ. Rồi ở chung nhà rồi có nói chuyện không? Không luôn hả? 10 năm hả? Hay vậy? Nói những gì cần thiết nói thôi, Còn chứ không? chứ không có coi như không có ăn cơm chung luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Con cái biết không? Ừ, biết chứ, Vậy đó. biết. Wow. Chịu đựng cũng hay ha. 10 năm chịu được hay à? Rồi chị nấu ăn dở vậy rồi rồi chị có nấu ăn không hay là chị ăn cơm tiệm thôi? À, nấu cho em cũng Ở nấu nhưng mà nó trời ở bên đó gần chợ dở. gần khu vừa việc ăn cơm tiệm thôi, khỏi khỏi nấu, có mình đó Có lúc cũng vậy đó, có lúc con khỏi cũng nấu vậy ra ngoài ăn. à. Chị làm hãng người Việt đông không, hãng của chị làm á? À, ít lắm em. À, cũng như một hãng gì đó, nó có 4 5 câu gì đó, nhưng mà mỗi chỗ chỉ người 2 người vậy thôi chứ không có đâu. Chỗ có người hay người thôi hả? Dạ, không có đâu. Cha mẹ anh chị em chị ở gần chị không?
San Antonio, em biết không? Cũng tắt xịt luôn. Nhưng mà sao có chị mua lên đây? Thì bởi vậy. Theo tiếng Bởi gọi vì tình lâu yêu lâu hả? ấy. Chị có ý định là khi nào đi về Việt Nam chơi không? Chưa biết. Ba mẹ của chị còn đủ không? Còn ba chị chắc cũng 80 rồi em. Wow, lớn vậy đó hả? Cũng ông bà cũng còn khỏe. Là mừng rồi ha, thọ như là mừng rồi. Dạ. Rồi cái ông bà có khi nào hỏi chị đi lấy chồng không? Hay là chị giấu luôn gia đình chia tay, chị không nói nên cha mẹ không biết luôn. Biết chưa, hôm Biết nay thời ở gì cho sướng đi con. hả? Dạ. Thôi ở vậy cho sớm đi hả? Chị rồi chị thích trồng cây thôi, rồi chị nói giờ chị có thích đi du lịch đi tham gia cộng đồng tế tế chùa chiền vậy? Chị rất là dở tiếp xúc với người lạ cho nên cũng không không có không không có đi với cộng đồng gì Dở tiếp xúc với người lạ hả? hết á. Đi làm rồi về nhà, đi làm về nhà thôi hả? Đi làm về nhà vậy thôi, về mùa hè rảnh rỗi thì trồng cây, trồng làm vườn. Chắc là vườn nhà chị đẹp lắm phải Cũng không đẹp gì đâu. Mùa đông nó chết hết khô héo hết rồi. rồi hả? Chị trồng được cây gì ở bên đó chị? Chị trồng được mấy cây mai nó chết hết rồi. Nó cây ổi, cây ổi mới lạnh nó bị chết rồi. Cũng nhiều thứ, thiếu chút chút rau cải là vậy. Mới vừa qua lạnh quá chừng lạnh mà phải không? Nó lạnh chỉ có một ngày thôi mà nó chết hết Đông đá mà bên chị có tuyết rơi không? rồi. Năm nay không có, năm nay không có. Mấy năm trước cũng có. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì ly thân 10 năm luôn mà ở chung nhà em cũng phục chị thiệt á. Rồi rồi bây giờ chị nghĩ là một anh như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì không biết sao, không biết. Anh Đừng hiểu. đừng có cờ bạc, đừng có lăng tăng bên ngoài. Đừng cờ bạc, đừng lăng tăng. Chắc là hai thứ đó trước đây ông xã chị là co vướng vào rồi phải không? Nên bây giờ chị cảm thấy Ông lăng tăng thì có, nhưng cờ bạc không có. lăng tăng. Những lúc lăng tăng vậy rồi chị có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì hết. Cho để luôn à. Giỏi vậy. Chắc tại hết duyên hết nợ hay sao, thấy cũng có buồn thì có buồn, nhưng xong rồi cái Mất cảnh cũng giác luôn. không có gì hết. Riết còn mất cảnh giác luôn không? Chị rồi con chị đi học như thế rồi Tết rồi có về thăm chị không? Nó đi học mỗi 2 tuần nó Vậy đó. em. Nó chạy từ Austin về đây. Nghe chị nói thì cuộc sống của chị nó cũng bình lặng quá ha. Tẻ
nhạt Trong trong tương lai chị có muốn cuộc sống của mình thay đổi nó sống động hơn không? muốn cho Chị muốn thay đổi như thế nào? em đi đây đi đó chứ, sôi động chứ, nhưng mà Về một người nắm tay mình đi đi dạo phải không? hy vọng vậy. Hy vọng như vậy. Em cũng hy vọng là vậy cho với chị. Nhưng mà chị có nghe nói không? Hả? Không À, khó quá hả? phải, không phải khó, nhưng mà chị có nghe nói là đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai không? Chị thích người ta lãng mạn thì chị phải tự làm đẹp mình một chút. Hồi đó giờ không có trang điểm luôn hả? Chị nhưng mà thời gian mà chị với ông xã chị không sống chung thì khi chị có người nào để chị có để ý người nào không? Chị không có để ý cái đó, nhưng chắc cũng không có ai để ý đâu. Ở bên đây là người Việt ít lắm phải không? Ít tiếp Sao xúc không người Việt ở đây nhiều chứ, nhưng mà chị không có đi chơi. à, ý em nói là Lễ ít khi tiếp xúc rồi, ở lễ bên thì chị ngoài. hay đi về nhà thôi. Ý em nói là ít tiếp xúc với bên ngoài á chị á. Đúng, Chị có hát karaoke thật dở lắm. còn những ngày lễ Tết á chị làm công việc gì? À, lễ thì chị hay đi về nhà gia đình, À, nấu ăn nữa ha, sum họp gia đình nữa. đi về gia đình chơi. Chị có được bao nhiêu anh chị em ở bên này? À, 5 người, Năm năm người, hai hai trai, anh hai với em trai út. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một người yêu thương ha. Chị có lời nào chào Ok, khán cảm ơn em. Chào tất giả cả mọi người. không? Chị gửi cho em vài tấm hình nữa nha. Tấm hình của chị gửi cho em hơi mờ. Ok, Ba chị cảm ơn em nhiều ha. chăm sóc bản thân chút ha. Nhiều trời. Ba chị.